cuộc dằn mặt thất bại của nhóm giang hồ chặn đầu xe khách. Ngày 22 tháng 4, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết vụ nổ súng trên quốc lộ 1A xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh vận tải giữa hai nhà xe ở huyện Nghi Xuân. Theo nhà chức trách, Trần Văn Phong 24 tuổi và Nguyễn Văn Hành 46 tuổi cùng kinh doanh vận tải tại Hà Tĩnh. Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 18 tháng 4, Phong đóng giả hành khách, gọi điện đến đường dây nóng của xe giường nằm chạy tuyến Đắk Lắk, Hà Tĩnh do Hành làm chủ, đề nghị đón trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Nam Hồng thị xã Hồng Lĩnh. Lúc xe đến, Phong cùng 5 thanh niên tới chặn đầu, yêu cầu nhà xe xuống, nói chuyện. Đáp lại, tài xế Nguyễn Văn Hiệp 37 tuổi, cùng nhiều người khác cầm súng, kiếm bước xuống, hai phát súng chỉ thiên vang lên. Một nhân chứng kể Phong, cùng một số thanh niên xăm trổ đi ô tô 5 chỗ và xe máy đến quán nước, chờ sẵn. Khi xe khách chạy tới, một thanh niên lái xe máy lao ra chặn đầu. Tiếp đó, nhóm Phong mở cốp ô tô lấy ra 5 chiếc tuyếp sắt tiến về phía tài xế Hiệp. Tài xế Hiệp và 4 người đàn ông nhảy từ trên xe xuống, rút súng bắn 2 phát. Phong cùng 5 đàn em bỏ chạy theo nhiều hướng mà không kịp cầm hung khí. Người của nhà xe đã thu hết số tuyếp sắt còn lại trong cốp ô tô 5 chỗ, truy đuổi nhóm Phong suốt gần 1 km, nhân chứng nói. Theo nhân chứng này, cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 10 phút. Khi nhóm Phong trốn vào ngõ, nhóm Hiệp mới quay trở lại hiện trường. Cảnh sát khi tới hiện trường đã thu một khẩu súng tự chế, nhiều tuyếp sắt, dao, kiếm và mã tấu. Lực lượng chức năng đưa xe máy và xe giường nằm về trụ sở. Riêng ô tô 5 chỗ vẫn đậu tại hiện trường do không ai chịu mở cửa ra để kiểm tra. Gần trưa, khi cảnh sát nói sẽ điều phương tiện tới cầu đi, một người trong nhóm Phong mới hợp tác, một nhân chứng khác tại hiện trường cho hay. Theo nhà chức trách, 5 thanh niên xăm trổ chặn đầu xe khách là dân anh chị, làm nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở thị xã Hồng Lĩnh, nhóm này được Phong thuê để dằn mặt Hành. Hiện, Phong và Hiệp cùng 9 người đã bị bắt, đối mặt với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015. Diệu Linh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.